Ngày 13 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển chân gà không rõ nguồn gốc, thu giữ 1,9 tấn chân gà chạy nước bốc mùi hôi thối sắp tuồn vào quán ăn. Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 9 tháng 8, đội quản lý thị trường số 4 cùng phòng BC03, Công an tỉnh Lai Châu đã kiểm tra lô hàng nghi vấn gồm 30 bao tải dứa màu trắng phủ bạc xanh đang để cạnh cổng nhà ông Lý Văn Mình ở khu vực bản Sơn Bình, xã Mali Pho, huyện Phong Thổ. Các bao tải không có nhãn mác hay thông tin xác định nguồn gốc, bên trong chứa 930 kg chân gà đã qua chế biến với trị giá ước tính 23,25 triệu đồng. Ông Mình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hiện đơn vị đang tạm giữ toàn bộ số hàng này. Tiếp đến, vào ngày 10 tháng 8, tại thị trấn Phong Thổ, đội kiểm tra phối hợp với phòng BC03 và đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng BC08, Công an tỉnh Lai Châu đã khám xe tải Hino biển kiểm soát 24H01844. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 kg chân gà đã qua chế biến, chứa trong 36 bao tải dứa đang chảy nước và phát ra mùi hôi thối, trị giá ước tính khoảng 25 triệu đồng. Các bao tải cũng không có nhãn mác và ông Nguyễn Đức Tới là lái xe kiêm chủ số hàng trên, không thể cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 4 tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.